Tiến Lợi và Như Thanh xin được gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình 30 phút chiều của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 2. Hôm nay ngày 14 tháng 3 năm 2015, chương trình có một số thông tin đáng chú ý sau. Đầu tư 2.400 tỷ đồng xây dựng nhà máy điện gió tại Trà Vinh. Từ 14 tháng 3, ngừng lưu thông qua cầu Chợ Đệm, thành phố Hồ Chí Minh. Cháy lớn tại một xưởng gỗ ở thành phố Hồ Chí Minh, thiệt hại nhiều tài sản. Tưới xăng đốt bạn gái, một đối tượng ở Khánh Hòa bị bắt giữ. Đi câu cá, một người đàn ông ở thành phố Hồ Chí Minh bị bỏng nặng do phóng điện. Xe container cán nát xe máy tại Bình Dương, một nam thanh niên nguy kịch. Bắt giữ nhóm đối tượng buôn bán vận chuyển 12 bánh heroin tại Lào Cai. Bắt quả tang một tiệm hớt tóc trá hình kích dục tại Đồng Nai. Tiếp nhận 11 công dân nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc tại Hà Giang. Sau đây là nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là thông tin về các công trình xây dựng phục vụ cho đời sống và phát triển kinh tế. Thưa quý vị, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Trà Vinh vừa trao giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy điện gió Hàn Quốc Trà Vinh giai đoạn 1 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện gió Trà Vinh 1 với tổng vốn đầu tư xây dựng là 2.400 tỷ đồng. Theo đó, dự án được thực hiện tại hai xã Trường Long Quà và Dân Thành, huyện Duyên Hải thuộc Khu Kinh tế Định An trên tổng diện tích gần 1.213 hectare. Trong đó có 3,77 hectare đất và 1.209 hectare mặt nước. Mục tiêu của dự án nhằm sản xuất điện từ năng lượng gió cung cấp vào lưới điện quốc gia thuộc Quy hoạch Phát triển Điện lực tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020. Giai đoạn 1 của dự án có công suất 48 MW, gồm 24 tuabin. Dự kiến tháng 9 năm 2017, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Thưa quý vị, hiện nay nhiều người dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh muốn di chuyển sang bờ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thì phải di chuyển bằng đò. Nhưng sắp tới đây, khu vực này sẽ được đầu tư những chiếc phà thay cho đò, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Bến đò này hiện có 4 con đò hoạt động, sức chở mỗi con đò đến 40 khách và 2 tấn hàng hóa. Lưu lượng bình quân mỗi ngày khoảng 400 đến 500 lượt khách và 100 đến 150 lượt xe máy. Trước thực tế này, Sở Giao thông Vận tải vừa đề trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận dùng nguồn vốn dây kích cầu của thành phố để đầu tư xây dựng bến phà Cần Giờ - Cần Giuộc trên tuyến sông Xoài Rạp, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh và huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Theo đó, nơi đây sẽ đầu tư hai phà trọng tải 30 tấn, có khả năng chở 6 xe 16 chỗ và 100 khách mỗi chuyến cùng với đường dẫn, hệ thống nhà nghỉ, nhà vệ sinh. Dự kiến kinh phí đầu tư khoảng hơn 34 tỷ đồng. Thời gian thực hiện và hoàn thành trong năm 2015. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị, từ ngày 14 tháng 3, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành đóng cầu Chợ Đệm cũ thuộc huyện Bình Chánh để triển khai thực hiện thi công cầu mới. Theo đó, từ hôm nay, các phương tiện sẽ ngưng lưu thông qua khu vực chợ này. Cụ thể, từ 9 giờ hôm nay, mọi hoạt động lưu thông qua cầu Chợ Đệm, nơi tiếp giáp ba xã Tân Kiên, Tân Nhật và Tân Túc sẽ tạm dừng để triển khai thực hiện thi công cầu mới. Các loại xe ô tô, loại xe hai bánh và người đi bộ có thể lựa chọn các lộ trình thay thế hoặc đi đò ngang qua sông. Được biết, quy mô dự án gồm 6 làn xe với tổng số vốn dự kiến là 182 tỷ đồng. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải sẽ đảm nhận nguồn vốn cho 4 làn xe và chi phí giải phóng mặt bằng theo quy mô này. Còn thành phố Hồ Chí Minh đảm nhận phần chi phí giải phóng mặt bằng thêm cho 2 làn xe còn lại và xây dựng đường gom hai bên cầu. Thưa quý vị, mùa khô đến nên nguy cơ cháy nổ bùng phát là rất cao. Cụ thể, vào tối 13 tháng 3, một vụ cháy lớn xảy ra tại xưởng gỗ rộng hơn 2 hectare trên địa bàn xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ phía sau xưởng gỗ. Người dân phát hiện sự việc đã cùng nhân viên bảo vệ dùng thiết bị chữa cháy tại chỗ dập lửa và cứu tài sản nhưng không được. Sau gần 5 giờ chữa cháy tích cực, vụ cháy được dập tắt. Tuy nhiên, toàn bộ diện tích nhà xưởng chứa nguyên vật liệu, máy móc và đồ gỗ thành phẩm đã bị thiêu rụi, kết cấu nhà bị đổ sập. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Tại Bình Dương, cũng trong ngày 13 tháng 3, hai vụ cháy lớn liên tiếp xảy ra trên địa bàn thị xã Thuận An và thị xã Dĩ An. Vụ thứ nhất xảy ra tại địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Túc, 114C/2, khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An. Bên trong công ty chứa nhiều vật liệu như vải, nhựa tái chế nên dễ bắt lửa. Hàng chục lính cứu hỏa được huy động đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Cùng lúc đó, một đám cháy khác cũng đã xảy ra tại xưởng sản xuất vật liệu nhựa, khu phố Chiêu Liêu,
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An. Đám cháy bùng lên, mọi vật liệu trong nhà đều bị thiêu rụi, hàng chục hộ dân sống xung quanh phải di dời đồ đạc. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân đám cháy là do chập điện. Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy và tài sản thiệt hại. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 3, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định tạm giam đối tượng Phan Trung Quy, sinh năm 1985, trú ở khu 1, thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, về tội giết người. Nạn nhân là chị Đoàn Thị Yến Phi, sinh năm 1989, trú tại tổ dân phố Phan Bội Châu 2, thị trấn Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, Quy và Phi có quan hệ chung sống như vợ chồng, thường xuyên xảy ra cãi vã. Tối ngày 9 tháng 3, Quy đến nhà tìm Phi và phát sinh mâu thuẫn. Sau đó, Quy ra ngoài mua một chai xăng rồi tiếp tục quay lại nhà Phi nói chuyện. Trong lúc bực tức, Quy đã tưới xăng lên người bạn gái và châm lửa đốt rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngày 11 tháng 3, Quy đã bị lực lượng công an bắt giữ sau một ngày lẩn trốn. Theo kết quả giám định của bệnh viện, Phi bị phỏng 80%, độ 2-3-4, hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Cũng trong ngày 13 tháng 3, Công an quận 2 thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân khiến anh Nguyễn Hữu Đức, 37 tuổi, quê Lâm Đồng, bị bỏng nặng. Trước đó, vào chiều cùng ngày, anh Đức cùng một số người khác ra con kênh cạnh chân cầu Sài Gòn, phường Bình An, quận 2 để câu cá. Trong lúc câu cá, mọi người nghe một tiếng nổ lớn và phát hiện lửa bốc cháy trên người anh Đức. Nạn nhân được nhanh chóng đưa vào bệnh viện Bưu Điện để cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng khắp người. Sau đó, anh Đức được chuyển lên khoa bỏng bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Bước đầu, nguyên nhân được xác định có thể do quá trình câu cá, anh Đức bị phóng điện từ đường dây cao thế phía trên. Cập nhật về tình hình giao thông, thưa quý vị, khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay, một vụ tai nạn giữa xe container và xe máy đã xảy ra trên đường Dân Chủ, khu phố 1, phường Hòa Phú, thành phố Mới Bình Dương, là một người nguy kịch. Vào thời điểm trên, một người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển chiếc xe máy biển số kiểm soát 67L1-0478 chạy từ đường nhánh ra. Khi đến địa điểm trên, người đàn ông rẽ theo hướng về trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương thì bất ngờ va chạm với xe container mang biển số kiểm soát 61N-5485 kéo theo rơ móc 61R-0806 đang chạy cùng chiều. Chiếc xe container đã tông mạnh vào chiếc xe máy, cuốn chiếc xe vào gầm và bị kéo lên một đoạn gần 20 mét. Tại hiện trường, chiếc xe container lao lên lề đường, tông sập một biển báo giao thông. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 3, Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành bắt giữ 5 đối tượng cùng toàn bộ tang vật là 12 bánh heroin có trọng lượng 3,9 kg để điều tra làm rõ hành vi buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo đó, vào lúc 11 giờ ngày 11 tháng 3, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Công an huyện Sapa tiến hành kiểm xe ô tô biển số kiểm soát 29C38145 do Mùa A Gư, 46 tuổi, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 6 túi ni lông, trong đó có chứa 12 bánh heroin có trọng lượng 3,9 kg. Điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng Mùa A Sự, 46 tuổi, Mùa A Hồ, 18 tuổi, Giàng A Nhà, 20 tuổi, cùng trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và đối tượng Hãng Thị Say, 41 tuổi, trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt giữ 5 đối tượng cùng toàn bộ tang vật để điều tra làm rõ. Cũng trong ngày 13 tháng 3, Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Giang Chi, sinh năm 1964, ngụ quận Đống Đa, Hà Nội. Trần Thị Thu Thảo, sinh năm 1957, ngụ khu dân cư 512, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Bùi Thị Huệ, sinh năm 1960, quận Đống Đa, Hà Nội, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 6 tháng 2, lực lượng trinh sát phòng BC47 đã bắt quả tang Đỗ Văn Chi đang vận chuyển 2 bánh heroin từ Hà Nội vào Cần Thơ, giao cho đối tượng Trần Thị Thu Thảo. Khám xét tại nhà đối tượng Thảo, cơ quan công an thu giữ 2 bánh heroin có trọng lượng gần 700 gram, trên 508 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Hiện phòng BC47 kết hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt khẩn cấp đối tượng Huệ tại Hà Nội và di lý vào Cần Thơ. Trước đó, tại Thái Bình, hồi 13 giờ ngày 12 tháng 3 tại bến xe khách thành phố Thái Bình, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang Trương Văn Hậu, sinh năm 1971, trú tại thôn Hướng Tân, xã Nam Hà, huyện Tiền Hải, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp trên người đối tượng, lực lượng công an phát hiện thu giữ một bánh heroin và 3 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.
Theo điều tra, bước đầu Trương Văn Hậu khai nhận đã mua số heroin trên của một người phụ nữ ở thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An với giá 150 triệu đồng đem về Thái Bình tiêu thụ thì bị bắt. Thưa quý vị, sáng hôm qua, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tạm giữ hình sự đối tượng Đoàn Quốc Trường, sinh năm 1993, là nhân viên quán karaoke 168, ngụ phường 2 thành phố Bạc Liêu, để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Vào lúc 0 giờ 10 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra hành chính nhà trọ Mỹ Anh thuộc khóm 4, phường 2 thành phố Bạc Liêu, phát hiện hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại phòng 208 và 209. Tại cơ quan công an, hai khách mua dâm là Trần Văn Bảo và Nguyễn Thành Trương khai nhận do có nhu cầu nên gặp Đoàn Quốc Trường là nhân viên của quán karaoke 168. Trường sẽ bố trí gái bán dâm đến để phục vụ, mỗi lượt 500.000 đồng. Hiện vụ việc đã được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Tại Đồng Nai, ngày 13 tháng 3, khi ập vào kiểm tra một tiệm hớt tóc trá hình bằng hình thức kích dục tại huyện Trảng Bom, lực lượng chức năng bắt quả tang hai tiếp viên nữ tiệm hớt tóc VV ở ấp Thanh Quá, xã Hố Nai Ba, huyện Trảng Bom, do Nguyễn Bình Thanh làm chủ đang thực hiện hành vi kích dục cho khách. Hai tiếp viên nữ này khai nhận mỗi lần kích dục cho khách thì lấy số tiền của khách từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng. Sau đó trả cho chủ là Nguyễn Bình Thanh một nửa, số còn lại hai tiếp viên này hưởng. Điều đáng nói, trước đó ngày 3 tháng 2, tiệm hớt tóc này cũng đã bị xử phạt vi phạm hành chính 12 triệu 500 ngàn đồng về hành vi trá hình trên. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 3, đồn biên phòng Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã tổ chức tiếp nhận từ lực lượng biên phòng tỉnh Vân Nam Trung Quốc 11 công dân Việt Nam vi phạm quy chế xuất nhập cảnh. 11 công dân nhập cảnh trái phép đều là người dân của huyện Mèo Vạc, có hộ khẩu thường trú tại xã Lũng Chinh và xã Phải Lũng, huyện Mèo Vạc. Theo khai nhận, vì không có việc làm, những người này đã rủ nhau đi theo nhóm vượt biên trái phép theo các đường mòn, đường tắt biên giới để sang Trung Quốc chặt mía thuê. Từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, thực trạng công dân trong tỉnh Hà Giang xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê đang có chiều hướng gia tăng. Vụ việc này một lần nữa cảnh báo đối với các công dân Việt Nam cần thực hiện tốt các quy định về xuất nhập cảnh khi ra nước ngoài làm thuê, tránh rủi ro đáng tiếc xảy ra. Trong khi đó, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 13 tháng 3, trên khu vực biển Bà Rịa Vũng Tàu, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã phát hiện tàu BV0351 đang vận chuyển khoảng 140.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 6 thuyền viên, trong đó có 3 thuyền viên không có đủ chứng nhận bằng cấp chuyên môn nghiệp vụ. Tàu do ông Nguyễn Đức Long, sinh năm 1953, thường trú tại phường 11, thành phố Vũng Tàu, làm thuyền trưởng. Chủ tàu không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì chứng minh được tính hợp pháp của số dầu nói trên. Hiện, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã lập hồ sơ đưa tàu về nơi quy định để tiếp tục điều tra xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 3, Công an huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Được, sinh năm 1980, ngụ xã Tân Thanh, huyện Dòng Trơm, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, vào tối 7 tháng 3, Nguyễn Văn Được sau khi uống rượu về nhà có hành vi gây mất an ninh trật tự khu dân cư. Nhận được tin báo của quần chúng, Công an xã Tân Thanh phân công 3 đồng chí, trong đó có anh Võ Văn Lợi là công an viên thường trực và anh Phạm Ngọc Trọng là lực lượng quân sự xã đến làm việc. Tại đây, Được đã dùng lời lẽ thô tục, chửi bới và đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ. Ngoài ra, Được còn dùng tay bóp cổ, đánh anh Lợi và làm anh Trọng bị xây xát. Hiện Công an huyện Dòng Trơm đang hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng này ra xử lý theo pháp luật. Cùng ngày 13 tháng 3, Công an huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1993, ngụ phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, rạng sáng ngày 5 tháng 3, người dân xã Châu Bình đã phát hiện hai đối tượng đi xe mô tô sử dụng nỏ tự chế bắt trộm chó nên truy đuổi và bắt được đối tượng Nguyễn Thanh Phong, tên còn lại tẩu thoát. Tang vật thu giữ là 7 con chó bị bắt trộm, có trọng lượng 103,5 kg. Sau đó, tên Phong đã được bàn giao cho cơ quan công an. Hiện Công an huyện Dòng Trơm đang tiếp tục điều tra truy bắt đối tượng còn lại để xử lý theo quy định pháp luật. Thưa quý vị, hôm qua Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao 33 đối tượng bị bắt vào ngày 11 tháng 3 cho Công an huyện Củ Chi để làm rõ về hành vi đá gà ăn tiền, thông tin của chương trình về vụ việc. Theo đó, lúc 13 giờ ngày 11 tháng 3, lực lượng chức năng ập vào khu đất trống tại ấp 2 xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, bắt quả tang 33 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn tiền. Tang vật thu tại hiện trường gồm 4 triệu đồng, 4 con gà, 2 cặp cựa,
1 cân, 3 băng keo. Kiểm tra các đối tượng, công an thu giữ thêm hơn 54 triệu đồng, 24 điện thoại và thu giữ 4 xe máy. Đây là sới gà do đối tượng Kim Tấn Dũng, ngụ ấp 2 xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu tổ chức. Trường gà hoạt động được khoảng 6 tháng nay, với thời gian từ 11 giờ đến 17 giờ. Mỗi ngày tổ chức từ 4 đến 6 độ, mỗi độ từ 2 đến 5 triệu đồng. Dũng lấy 10% tiền sâu và 5% tiền sáo bên thắng cược. Còn tại Quảng Ngãi, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 13 tháng 3, Công an tỉnh Quảng Ngãi đột kích bắt quả tang 11 đối tượng đang tổ chức đánh bạc lớn dưới hình thức sóc đĩa trong một rừng keo thuộc xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành. Trong số 11 đối tượng bị bắt giữ, đa phần từ 30 đến 40 tuổi, làm nghề cầm đồ, trú tại các xã Hành Nhân, Hành Minh và thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành. Tại hiện trường, công an thu giữ gần 40 triệu đồng, 13 xe máy và một ô tô. Đây là ổ bạc lớn hoạt động cả ngày lẫn đêm, bắt đầu xuất hiện khoảng 5 tháng. Để thuận tiện cho đánh bạc, các con bạc được phục vụ ăn uống tại chỗ. Tiếp theo chương trình là phần tin quốc tế với những nội dung chính như sau. Lần đầu tiên, Mỹ đưa tàu chiến duyên hải USS Fairport đến Hàn Quốc tham gia tập trận. Bão Bam với sức gió lên đến hơn 270 km/h, càn quét đảo quốc Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương. Hôm nay, tàu chiến duyên hải USS Fairport của Mỹ đã đến căn cứ hải quân Hàn Quốc tại thành phố Busan để tham gia cuộc tập trận Đại Bàng Non. Đây là lần đầu tiên một chiếc tàu chiến loại này tham dự hoạt động diễn tập chung thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc, vốn bắt đầu từ ngày 2 tháng 3 và dự kiến kéo dài đến ngày 24 tháng 4. Cuộc tập trận Đại Bàng Non quy tụ 200.000 binh lính Hàn Quốc và 3.700 lính Mỹ. Theo Hải quân Mỹ, tàu chiến Fairport có thủy thủ đoàn gồm 100 thành viên, trong đó có bộ phận vận hành chiếc máy bay trực thăng chim ưng biển MH-60R và hệ thống máy bay không người lái MQ-8B Firescout. Các hoạt động tập trận thường niên giữa Hàn Quốc và Mỹ luôn chấp phải sự lên án của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Hãng tin Yonhap hôm qua dẫn lời Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GSC cho biết chính quyền Bình Nhưỡng đã cho phóng 7 quả tên lửa ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên trước đó một ngày. Theo GSC, động thái trên nhằm phản đối các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ. Chính phủ Ai Cập hôm nay đã công bố kế hoạch xây dựng thủ đô hành chính mới mang tầm cỡ quốc tế ở phía đông Cairo với mức đầu tư 45 tỷ đô la Mỹ và sẽ được triển khai trong thời gian từ 5 đến 7 năm tới. Đây được xem là một phần trong kế hoạch nhằm vực dậy nền kinh tế trì trệ của xứ sở kim tự tháp sau một thời gian dài bất ổn chính trị. Theo ông Mustafa Madbouly, Bộ trưởng Nhà ở Ai Cập, sau khi khu đô thị mới hoàn thành, các cơ quan quốc hội, chính phủ Ai Cập cũng như các đại sứ quán nước ngoài sẽ được chuyển về đây. Thành phố mới dự kiến rộng 700 km2, đủ sức chứa khoảng 5 triệu dân. Thành phố này cũng sẽ bao gồm một sân bay lớn hơn cả sân bay Heathrow nổi tiếng của Anh. Ông Madbouly cho biết, mục đích xây dựng thủ đô mới là để giảm ùn tắc giao thông và quá tải dân số ở Cairo trong 40 năm tới. Dân số của Cairo hiện tại vào khoảng 18 triệu người và dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong vòng 40 năm. Kế hoạch trên được công bố tại một hội nghị về đầu tư đang diễn ra ở khu nghỉ mát Sharm El-Sheikh bên bờ biển đỏ. Tại hội nghị này, Ai Cập đã nhận được cam kết hỗ trợ và đầu tư trị giá 12 tỷ đô la từ các nước Kuwait, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Hôm nay, cuộc chiến của các lực lượng chính phủ Iraq nhằm giành lại thành phố Tikrit từ tay phiến quân tự xưng nhà nước Hồi giáo IS tiếp tục diễn biến ác liệt. Từ thứ Tư, binh lính Iraq và các nhóm dân quân hỗ trợ đã đặt chân đến địa điểm chiến lược này lần đầu tiên sau khi tấn công mạnh mẽ từ nhiều hướng. Giới chức quân sự Iraq cho biết họ kỳ vọng sẽ tiến vào trung tâm thành phố Tikrit, nơi vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của IS trong vòng 2 đến 3 ngày tới. Hôm nay, hàng ngàn người phản đối năng lượng hạt nhân đã xuống đường tuần hành ở Đài Bắc, vùng lãnh thổ Đài Loan, nhằm kêu gọi chính quyền tập trung phát triển các nguồn năng lượng tái tạo. Họ yêu cầu quỹ việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân số 4 thay vì đình chỉ tạm thời. Hiện Đài Loan có 3 cơ sở năng lượng hạt nhân đang hoạt động. Nhà máy số 4 có tổng chi phí 10 tỷ đô la Mỹ, nhưng chưa có kế hoạch cụ thể về thời điểm đưa vào hoạt động. Rạng sáng nay giờ Việt Nam, chứng khoán Mỹ vừa kết thúc một tuần mất giá, mặc dù đã hồi phục đôi chút trong phiên giao dịch ngày thứ năm. Nguyên nhân chủ yếu là giá dầu sụt giảm và đồng đô la Mỹ mạnh lên. Chốt phiên giao dịch thứ sáu, cả ba chỉ số chính gồm Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều mất điểm. Đô la Mỹ tăng giá có nguy cơ làm giảm lợi nhuận mà các doanh nghiệp Mỹ thu được ở nước ngoài, đồng thời khiến hàng hóa của Mỹ kém sức cạnh tranh. Trong khi đó, giá dầu thô chuẩn Tây Texas giảm xuống còn 45 đô la mỗi thùng, đã khiến cổ phiếu ngành năng lượng rớt giá theo.
Các cơ quan cứu trợ quốc tế cho biết, cơn bão mạnh có tên gọi Bam với sức gió lên đến hơn 270 km một giờ, hôm nay đã càn quét đảo quốc Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương và tàn phá gần như hoàn toàn khu vực mà nó đi qua. Đây là một trong những cơn bão lớn nhất trong vài năm gần đây và mạnh tương đương siêu bão Haiyan càn quét miền Trung Philippines năm 2013. Các nhà khí tượng học cho biết bão Bam đã suy yếu từ cấp 5 xuống cấp 4 sau khi đổ bộ vào đất liền nhưng tấn công thẳng vào thủ đô Port Vila của Vanuatu gây tổn thất lớn về người và của. Theo tổ chức nhân đạo Save the Children, cơn bão mang theo gió mạnh và mưa lớn đã khiến hàng loạt ngôi nhà bị sập, cây cối bị bật gốc, mạng lưới điện bị cắt đứt hoàn toàn, ít nhất 8 người đã thiệt mạng. Tuy nhiên, theo Liên Hiệp Quốc, tính đến chiều nay, số người chết có thể đã lên đến hàng chục người. Văn phòng phối hợp cứu trợ nhân đạo Liên Hiệp Quốc hôm nay đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ thảm họa nhân đạo tại Vanuatu, đồng thời cho biết đã chuẩn bị các đơn vị cứu hộ và sẵn sàng đến Vanuatu trong trường hợp khẩn cấp. Bão Bam dự kiến sẽ đi qua miền đông New Zealand vào ngày mai 15 tháng 3. Thưa quý vị, tiếp tục các diễn biến của ngày thi đấu thứ hai giải quần vợt Indian Wells 2015. Các trận đấu tại vòng mở màn chưa chứng kiến được những bất ngờ lớn khi chiến thắng đều thuộc về các tay vợt được đánh giá cao hơn. Tay vợt Ukraine Alexander Dolgopolov gặp đối thủ vượt qua vòng loại người Canada Frank Dancevic ở vòng 1 và không quá khó khăn để Dolgopolov có chiến thắng dễ 2-0, 6-2 và 7-5 để thiết lập nên trận đấu tại vòng 2 với hạt giống số 29 Santiago Giraldo. Trong khi đó, tay vợt người Italia Simone Bolandi cần đến 2 tiếng rưỡi mới đánh bại tay vợt người Brazil Thomas Balucci với tỷ số 2-1, 6-2, 6-7 và 6-4 để gặp hạt giống số 6 Milos Raonic ở vòng 2. Trong một cặp đấu khác, tay vợt người Mỹ Seth Sock cũng trải qua 3 ván đấu mới giành chiến thắng trước đối thủ người Đài Loan Lu Yen-sun. Tỷ số các ván là 6-7, 6-2 và 7-5. Tại vòng 2, Seth Sock sẽ gặp hạt giống số 33 Tim Muller của Luxembourg. Cũng tại vòng 1, Victor Hanescu vượt qua Mikhail Yuzhny của Nga với tỷ số 2-0, 6-3 và 6-4. Còn Diego Schwartzman cũng thẳng tiến vào vòng 2 sau chiến thắng 2-1, 6-4, 3-6 và 7-6 trước Jesse Sanowicz của Ba Lan. Ở các trận đấu sớm vòng 29 giải hạng nhất Pháp, đội bóng công quốc Monaco đã có chiến thắng dễ dàng trên sân nhà trước Bastia, qua đó có bước chạy đào hoàn hảo trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Arsenal vào giữa tuần. Với mục tiêu áp sát top 3 bảng xếp hạng, chủ nhà Monaco chủ động chơi tấn công ngay từ đầu với hàng loạt những cơ hội được tạo ra. Đến phút thứ 22, xuất phát từ pha phá bóng không dứt khoát của các hậu vệ Bastia, Martial có pha dứt điểm rất thoải mái mở tỷ số trận đấu. Sau đó đội khách Basta còn gặp bất lợi về người khi Diakite bị đuổi ra khỏi sân vào phút thứ 32. Và cũng ngay trong hiệp 1, Monaco tận dụng lợi thế hơn người, có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút thứ 43 do công của Mathieu Cavano. Sau hiệp 2, thế chủ động vẫn tiếp tục thuộc về chủ nhà Monaco với bàn ấn định tỷ số 3-0 của Martial trong những phút đầu hiệp 2. Trước khi Basta khép lại trận đấu tệ hại của mình bằng chiếc thẻ đỏ thứ hai của Giovaniso. Chiến thắng đậm 3-0 trên sân Louis II giúp Monaco chỉ còn cách đội xếp thứ 3 Marseille đúng 3 điểm. Trong một cặp đấu khác, Gengen vượt qua Nice với tỷ số 2-1. Câu lạc bộ New York City vừa có buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận đấu mở màn mùa giải mới. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của cựu tiền đạo Barcelona David Villa tại giải nhà nghề Mỹ. New York City sẽ có trận đấu mở màn mùa giải trên sân nhà Yankee gặp đối thủ New England Revolution. Đây sẽ là trận đấu mang ý nghĩa rất đặc biệt với đội trưởng David Villa. Tôi rất hạnh phúc với mọi thứ đang diễn ra ở đây. Tôi muốn chơi trận đấu chính thức đầu tiên tại giải nhà nghề Mỹ và tôi hy vọng chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Tại thời điểm này, New York City vẫn đang phải chia sẻ sân Yankee với các cầu thủ bóng chày trước khi một sân vận động mới dành cho họ được hoàn thành. Thưa quý vị, chương trình 30 phút của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn nhãn hàng Som Alibas đã tài trợ cho chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình 30 phút ngày mai.